Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái điều ở một cô gái mà đàn ông rất là khinh. Hãy biết những cái điều này để các bạn tránh, để luôn luôn xinh đẹp, đáng yêu và được trân trọng trong mắt những người đàn ông các bạn nhé. Cái điểm đầu tiên mà nếu một cô gái làm thì sẽ khiến cho đàn ông rất là khinh, đấy chính là một cô gái cứ tự đò chia tay, xong rồi chính mình lại phải quay lại, cứ làm đi làm lại như thế nhiều lần. Các bạn thân mến, có thể các bạn làm 1-2 lần, người đàn ông người ta tưởng thật, thì có thể là người ta cũng sợ mất các bạn thật. Thế nhưng mà các bạn làm đi làm lại quá nhiều lần thì bắt đầu người ta bắt đầu thấy rằng là nói được mà có làm được đâu, mà nói được không làm được là người đàn ông người ta sẽ khinh. Và từ cái sự khinh đấy bắt đầu người ta sẽ chán và thấy rằng các bạn sẽ rất thiếu sức hấp dẫn. Và từ đấy tình yêu cứ chết dần chết mòn và rồi một ngày nó sẽ kết thúc. Mình biết đây là thói quen của rất nhiều bạn, đặc biệt là các cô gái. Khi mà muốn được người yêu quan tâm mình nhiều hơn thì mình sẽ nói cái lời chia tay để được níu kéo. Nhưng mình khuyến khích các bạn đừng bao giờ lạm dụng những cái điều này, để rồi cùng với thời gian người đàn ông sẽ khinh mình vì mình nói được mà không có làm được. Kiểu con gái số 2 mà đàn ông rất khinh, đấy là một cô gái mà dễ yêu, dễ chán, thay người yêu như thay quần áo. Các bạn thân mến, những người đàn ông mà chỉ qua đường với các bạn hoặc muốn lợi dụng các bạn trong một thời gian thôi thì họ rất thích những kiểu cô gái này. Nhưng nếu một người đàn ông đến với các bạn để xác định lâu dài, để rồi yêu thương và lấy các bạn làm vợ thì họ sẽ tránh xa một người phụ nữ như thế. Và một người đàn ông mà thực sự nghiêm túc trong tình yêu thì họ sẽ rất khinh một cô gái như vậy. Cho nên đừng bao giờ biến mình trở thành một trong số những cô gái như thế, mà hãy biết rằng một khi mình bước tới tình yêu là mình có đủ giá trị, là mình có đủ sự nghiêm túc để yêu chân thành, chứ không phải là một người dễ dãi các bạn nhé. Kiểu phụ nữ số 3 mà đàn ông rất khinh, đấy chính là kiểu phụ nữ mà đã phản bội xong còn đòi quay lại. Các bạn thân mến, một khi đã xác định phản bội một người đàn ông thì đừng bao giờ quay lại để xin cơ hội nữa. Mà nếu các bạn xin cơ hội nữa mà người đàn ông đấy lại là một người đàn ông rất biết giá trị của mình, rất bản lĩnh ấy, thì chỉ tổ người ta khinh mình thôi. Còn nếu một người đàn ông mà thấy các bạn phản bội vẫn chấp nhận các bạn quay trở lại thì chứng tỏ rằng người đàn ông đấy cũng không thực sự biết giá trị của mình và cũng không hề có tiêu chuẩn trong tình yêu. Cho nên nếu một khi các bạn đã xác định yêu, hãy ý thức về sự chung thủy và đừng bao giờ phản bội xong rồi là còn đòi quay lại nữa. Nếu mình đã phản bội rồi thì ít nhất mình cũng phải có một chút cái lòng tự trọng để đừng có quay lại muối mặt mà xin người ta một cơ hội các bạn nhé. Điểm số 4 là một cô gái mà khiến đàn ông rất là khinh, đấy là kiểu con gái sống nhờ vào sự chu cấp của một người đàn ông. Các bạn thân mến, nếu như các bạn thực sự yêu nhau, người yêu của bạn có điều kiện, họ chu cấp cho các bạn thì mình không có nói gì cả. Nó là một mối quan hệ rất là bình thường, đúng không? Thế nhưng mà nếu các bạn không yêu một người đàn ông mà lại nhận sự chu cấp của người đàn ông đấy thì tất nhiên là một người đàn ông khác khi mà người ta đến với các bạn mà xác định lâu dài, người ta sẽ không bao giờ muốn gắn bó với một cô gái như thế cả. Bởi vì là một cô gái bán mình cho tiền đó. Một cô gái biết giá trị của mình là một cô gái biết rằng mình vô giá ở trên đời này. Giá trị của mình không phải được đong đo đến bằng số tiền. Còn một cô gái mà nhận được cái sự chu cấp của một người đàn ông mà mình không yêu ấy, tức là cô ấy bán mình cho đồng tiền, giá trị của cô ấy chỉ có từng đấy thôi. Bất kể là cô ấy được bao nhiêu thì cô ấy tự định giá rằng mình chỉ có giá từng đó thôi. Bởi vì nói thật với các bạn, một người đàn ông người ta chu cấp cho bạn, xong đó bạn không yêu người ta thì chẳng có lý do gì người ta chu cấp không. Xong rồi bạn không phải đáp ứng nhu cầu gì của người ta cả, chắc chắn là sẽ có sự trao đổi tình tiền rồi, đúng không? Đừng bao giờ đưa mình vào cái tình huống như thế để rồi bị đàn ông mà người ta nghiêm túc người ta sẽ khinh mình các bạn nhá. Vì bạn là vô giá, phải biết rằng mình là vô giá, không đồng tiền nào có thể mua được mình cả và không có cái tài sản nào có thể định giá được mình cả. Bạn là vô giá. Vì thế chỉ trao tình yêu và bản thân mình cho một người mà bạn thực sự có tình cảm thôi, một người thực sự biết giá trị của bạn thôi các bạn nhá. Cái điểm số 5 mà ở một cô gái mà sẽ khiến đàn ông rất là khinh, đấy là tham ăn diện nhưng mà lại lười lao động, luôn luôn muốn là phải sống một cuộc sống xa hoa nhưng bản thân lại không phấn đấu để bản thân tốt hơn và cải thiện mình hơn. Các bạn có thể nói rằng ôi rồi chỉ những người đàn ông mà không có khả năng để chu cấp cho phụ nữ thì mới nói như vậy thôi, đúng không? Không có tiền thì mới nói như vậy thôi, chứ có tiền thì người đàn ông sẽ không nói như thế. Các bạn thân mến, thậm chí ngay cả một người đàn ông có tiền đi chăng nữa, hay là không có tiền,
một người đàn ông tốt và tuyệt, khi người ta tìm một cô gái để gắn bó lâu dài và thậm chí làm vợ của họ ấy, thì họ nhìn vào rất kỹ cái tố chất này. Có rất nhiều cô gái thì có chia sẻ là ôi anh ấy rất là chiều em, rồi là em muốn cái gì là anh ấy cũng chiều em như thế, nhưng đến lúc cưới thì anh không cưới em. Vì sao vậy? Bởi vì một cô gái mà ham xa hoa, đam mê vật chất, lười lao động và chỉ muốn ăn diện thôi ấy, thì anh ấy sẽ không bao giờ nhìn các bạn như một người phụ nữ đảm đang để rồi có thể gửi gắm con cái của mình cho các bạn được. Đó chính là lý do mà họ không kết hôn với những cô gái như vậy đấy. Cho nên nếu như mình cũng có cái tính này thì nên hạn chế lại các bạn nhá. Kiểu con gái số 6 mà đàn ông rất là khinh, đấy chính là kiểu con gái mà dễ bị lừa trong tình yêu. Các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng sự dại dột hoặc là mình bị lừa thì tức là mình là người bị thiệt hại thì mình phải được thương chứ, đúng không? Có thể người ngoài người ta sẽ thương các bạn. Thế nhưng một người đàn ông người ta bước đến bên các bạn để người ta tìm hiểu một cô gái mà đi cùng họ trên quãng đường dài ấy, thì họ sẽ nghĩ rằng ôi tại sao cô ấy lại dễ bị lừa như thế. Người ta sẽ mặc định rằng cô gái này thiếu bản lĩnh, hoặc là dễ lừa vì ham hố cái gì đây, đúng không? Bởi vì thường thì con gái bị lừa ấy, là vì có thể là vì ham hố giàu sang, hoặc ham hố vẻ bề ngoài, hoặc cũng có thể là nhẹ dạ quá, cả tin quá mà không có đủ những cái kiến thức cơ bản nhất. Nói chung mình khuyến khích các bạn là một khi đã yêu, hãy trang bị cho mình kiến thức để mình không bao giờ bị lừa và quá dại dột trong tình yêu. Còn nếu mà mình cứ để mình bản thân bị lừa xong là bị dại dột quá là nhiều á, thì người đàn ông đến sau người ta cũng sẽ đánh giá mình, cho nên mình không thể nào cứ dại mãi được các bạn nhá. Hãy xây dựng một cái hình tượng là một cô gái thông minh, bản lĩnh, biết yêu bản thân, sẵn sàng vượt qua những cái khó khăn và thử thách, thì đấy sẽ là một kiểu phụ nữ mà đàn ông rất là trân trọng. Cái điều số 7 ở một cô gái mà đàn ông rất là khinh ấy, đấy là khi mà mình bị chán, khi mình bị ruồng bỏ, khi người ta đã mệt mỏi với mình mà mình cứ tìm cách để chạy theo người ta, níu kéo người ta, thì thay vì các bạn sẽ níu kéo thành công thì các bạn sẽ bị người đàn ông khinh. Người ta khinh mình bởi vì mình không biết giá trị của bản thân, hạ mình để chạy theo một người không còn có những tình cảm yêu thương dành cho mình nữa. Các bạn thân mến, khi người ta chán hoặc dòng ruồng bỏ các bạn ý, thì chứng tỏ rằng người ta đã không có tình cảm với mình, ít nhất ở tại cái thời điểm đó. Nếu các bạn muốn lấy lại cái sự cuốn hút, lấy lại cái tình yêu thương, thì thay vì níu kéo, mình phải làm cho bản thân cuốn hút hơn, thì đấy mới là cái cách tốt nhất để có được sự trân trọng và người đàn ông thấy mình cuốn hút. Chứ còn nếu chỉ ở đó thảm hại để rồi níu kéo thì đàn ông nói thật là có thể họ không nói thẳng vào mặt mình đâu, nhưng họ rất khinh. Và chính vì khinh cho nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận quay lại đấy các bạn ạ. Và cái điều số 8 là một cái điều không mới, nhưng mình thấy rằng đấy là một cái điều rất là quan trọng mà mình vẫn phải nhắc với các bạn. Một cô gái không biết giá trị của mình sẽ là một cô gái mà đàn ông rất là khinh. Các bạn ạ, không biết giá trị như thế nào? Ví dụ như là bạn bị phản bội vẫn chạy theo người ta, bị đánh, bị chửi, dùng những lời lẽ thô tục vẫn chạy theo người ta, người ta vui vẻ với tình mới bạn vẫn chạy theo người ta. Đó, tất cả những cái điều này, hoặc là họ có vợ có chồng rồi mình vẫn chạy theo người ta, như vậy chứng tỏ rằng mình không có giá trị, mình không biết giá trị của mình ở đâu, mình không biết rằng mình xứng đáng với cái điều gì. Tất cả những điều mình nói ở trên nếu mắc phải sẽ đều bị đàn ông khinh các bạn ạ. Mình hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ luôn luôn khắc ghi những cái điều này để không bao giờ bị đàn ông khinh các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em chào chị. Em xem rất nhiều clip của chị trên Facebook và thầm cảm ơn chị đã có tâm chia sẻ những kinh nghiệm trong chuyện tình cảm để giúp đỡ mọi người. Em cũng có câu chuyện của riêng mình, rất mong chị giải đáp ạ. Em và bạn ấy bằng tuổi nhau, bọn em là bạn cấp 2, cho đến nay vẫn chơi chung cùng một nhóm bạn. Mấy tháng gần đây bọn em có họp mặt nhiều, với sự thân thiết của nhóm em cũng khá cao nên em dần có tình cảm với bạn ấy. Bọn em cũng có đưa đón nhau và có những hành động quan tâm cơ bản chị ạ. Nhưng bọn em vẫn chỉ coi nhau như bạn và dường như không có bước tiến mới nào cả. Vừa rồi bọn em có một chuyến đi chơi xa 2 ngày 1 đêm và tối đó bọn em đã nhậu nhẹt dẫn đến tình trạng say xỉn và bạn ấy đã chủ động đưa em lên phòng. Ban đầu em chỉ nghĩ bạn ấy đưa em lên rồi ai về phòng nấy, nhưng không ngờ bạn ấy ngủ lại và chủ động muốn quan hệ.
Sau khi đã xảy ra chuyện đó, đến giữa đêm thì bọn em tỉnh táo trở lại, vẫn xuống ngồi nói chuyện cùng cả đám. Lúc sau lên phòng ngủ, bạn ấy lại vẫn muốn ngủ cùng em và hầu như là người chủ động trong tất cả mọi chuyện. Sang đến hôm sau, em mới gọi bạn ấy sang để nói chuyện thẳng thắn xem sau khi xảy ra chuyện như vậy thì mối quan hệ của bọn em là gì. Bạn ấy nói chỉ muốn làm bạn và chỉ đơn giản là không thích em. Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, em giữ thái độ bình thường, nói bạn ấy vậy thì cứ về phòng đi. Em cũng không suy nghĩ gì cả. Và suốt chuyến đi còn lại, em thôi hẳn những hành động gần gũi trước kia, cũng như khoảng cách nhất định với bạn ấy. Không phải em né tránh, nhưng em nghĩ thái độ như vậy ít nhất cũng để thể hiện được rằng mình là người nâng lên được thì đặt xuống được. Và em nghĩ làm vậy sẽ khiến cho bạn ấy hiểu em, cũng như em có giá trị của mình, chứ không phải vì có tình cảm với bạn ấy mà chấp nhận dây dưa mãi như vậy được. Sau đó bạn em vẫn có hẹn đi cà phê, cả nhóm, và em vẫn nói chuyện tự nhiên, không tỏ ra né tránh hay gì cả. Đối diện với bạn ấy rất bình thường và vui vẻ, nhưng trong đầu em thực sự vẫn có chút buồn. Cái em tiếc không phải vì chuyện đó đã xảy ra, mà em tiếc vì mình đã mất đi một mối quan hệ. Em đã từng rất hy vọng vào mối quan hệ này có thể tiến tới với nhau lâu dài. Sau thời gian suy nghĩ, em quyết định sẽ có 1-2 tháng tới sẽ không xuất hiện trong những buổi chơi của cả nhóm nữa. Trong thời gian đó, em sẽ có vài dự định đi làm đẹp cho bản thân. Phần lớn vì em đã muốn làm lâu rồi và một phần vì em cảm thấy có lẽ mình chưa đủ xinh đẹp. Nên em nghĩ việc dành thời gian làm đẹp cho bản thân sẽ khiến em tự tin hơn, cũng như em sẽ có thời gian để bình thường trở lại với chuyện này. Vì nếu cứ gặp mặt liên tục thì sẽ rất khó để quên chị ạ. Thực ra em vẫn rất hy vọng vào mối quan hệ này. Chị có thể cho em lời khuyên em nên làm gì không ạ? Em cảm ơn chị. Em thân mến, có một cái sai của em á mà chị tin là em chưa có nhận ra trong mối quan hệ này. Thứ nhất, đừng nhìn mình ở mối quan hệ này như là một người bị hại. Em không bị hại. Vì tất cả những cái chuyện mà bọn em diễn ra với nhau là do bọn em tự nguyện hết. Có thể là anh ấy chủ động nhưng bản thân em cũng thích cái chuyện đó, cho nên bọn em mới có cái chuyện đó với nhau. Cho nên mình đừng bao giờ nghĩ rằng đấy là một cái lý do để trách móc người đàn ông. Bởi vì chính em cũng thích mà, đúng không? Cho nên không được trách. Cái sai lầm của em á, đấy là sau khi bọn em có quan hệ với nhau thì em gọi bạn ấy luôn và hỏi xem rốt cuộc mối quan hệ là gì, kiểu như là muốn người ta phải chịu trách nhiệm với mình ấy. Thì chị nói thật là bất kỳ một người đàn ông nào người ta cũng không thích như vậy đâu em ạ. Bởi vì đôi khi ấy, cũng có rất nhiều các cặp đôi khác, ví dụ như là tại vì ban đầu họ đến với nhau rồi là có những cái cuốn hút với nhau, sau đó họ cũng có quan hệ với nhau, nhưng sau đấy họ để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên và thoải mái thì họ lại đến được với nhau. Chứ không phải là như em, là em ép cái người bạn đó luôn rồi. Kiểu như là đã có chuyện đấy thì nhất định phải là yêu nhau, hay là nhất định phải có mối quan hệ như thế nào đó. Thì thành ra là người đàn ông người ta bị áp lực, và đơn giản là người ta nói rằng người ta không thích. Đó, em hiểu không? Đương nhiên không phải là cái chuyện mà chị dung túng cho hành động của một người đàn ông là dễ dàng trong chuyện đó, xong rồi không chịu trách nhiệm. Bởi vì thực sự em không thể đòi hỏi người đàn ông chịu trách nhiệm với em được cả. Ví dụ người ta ép em cơ, em không thích người ta ép em thì em phải bắt người ta chịu trách nhiệm với em. Thế nhưng mà đây là em cũng thích, người ta cũng thích, đôi bên tự nguyện. Và nói chung bọn em như kiểu là với em thì là nó có tình cảm sẵn rồi, nên em cũng thích cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa là với bạn kia thì không biết là có tình cảm với em hay không trước đó, nhưng mà nó như là một cái sự kích thích về mặt thể xác thôi. Thì cậu ấy là muốn có cái mối quan hệ đấy với em. Nhưng nói chung đấy là mối quan hệ tự nguyện giữa em và cậu ấy, nên em không có quyền đòi hỏi gì trong cái việc là bắt người ta phải thế này thế kia. Bởi vì đấy là cái điều mà cả hai chúng mình cùng thích, cả hai chúng mình cùng làm. Thì mà sau đó em lại nói luôn một cái câu là rút cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì, như kiểu áp đặt một người đàn ông thì một người đàn ông người ta không bao giờ muốn nghiêm túc với em. Đó, người ta khó chịu với cái điều đó. Em không thể nào muốn người đàn ông đến bên em bằng cái việc là em áp đặt người ta được. Và đấy là một cái cách nó không có chuẩn. Vậy thì nếu sau đó mình nên làm như thế nào? Thực ra khi mà bọn em cái cảm xúc nó cao trào lên nhất định cộng với cái hơi men ý, xong rồi bọn em có cái chuyện đấy với nhau, thì em phải xác nhận rằng không có ai là có lỗi với ai cả. Bởi vì đây là hai người cùng tự nguyện, hai người cùng thích nhau. Thì đằng sau đấy mình cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chứ không phải là đổ hết trách nhiệm cho người đàn ông đó, đúng không? Thì sau đấy đáng nhẽ em phải để cho người đàn ông họ chủ động
trong cái việc là sẽ gắn kết với em, chứ không phải là em sẽ đưa người ta vào một cái thế bị động, kiểu như em người ta bị ép cung và bắt đầu người ta phải nói ra cái suy nghĩ của người ta ấy, thì đấy là cái sai của mình. Đó là cái sự thể hiện nó không được hấp dẫn, mà người đàn ông không thoải mái với cái cách làm đó. Cho nên là dù có thể trước đấy người ta có tình cảm với em, nhưng sau đó thì tại vì em ép cung như thế cho nên người ta cũng nói luôn, người ta chỉ coi em là bạn thôi và không có một quan hệ nào mà nó nghiêm túc cả. Thì em phải nhận ra đấy là cái thiếu sót của mình trong cái việc là mình đã không hiểu tâm lý của một người đàn ông và không chịu trách nhiệm cho những hành động mình làm. Bởi vì bằng cái cách đấy em đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông đấy thì cuộc rốt cuộc chúng ta là gì đây, đúng không? Ừ, có thể là người ta cũng chủ động đấy, nhưng mà mình cũng hưởng ứng mà, chứ đâu phải một mình người ta đâu. Thì bằng cái cách đấy mình không hề chịu trách nhiệm với những hành động của mình mà tự nhiên đổ hết trách nhiệm sang người đàn ông kia thì người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy không thích, người ta không vui, đơn giản là người ta không thích đó. Người ta nói như vậy, chị nói như vậy để em hiểu cái tâm lý của người đàn ông đấy. Vậy thì nếu mà sau cái chuyện đấy thì mình nên ứng xử như thế nào? Đáng nghe là sau cái chuyện đấy thì em không nên đề cập đến cái chuyện đó nữa, coi như là à hôm đấy là cũng là đi quá giới hạn với nhau, vì thôi mình coi như bình thường đi và sẽ không có lần thứ hai đó. Cứ coi như hôm đấy là hơi men, là hơi say, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình và anh ấy cũng không kiềm chế được cảm xúc của anh ấy, nên bọn mình đã có chuyện đó. Nó là cái chỗ của đấy, là cái vấn đề của hơi men. Còn bây giờ mình đã tỉnh rồi thì mình sẽ không có cái chuyện đấy nữa. Và trong cái lúc tỉnh mà cậu ấy vẫn muốn có quan hệ với em thì em phải nói luôn và tránh luôn những cái tình huống như thế xảy ra chứ, đúng không? Em tránh luôn những cái tình huống như thế xảy ra để người đàn ông này biết rằng à, không phải là mình muốn đối xử với cô ấy như thế nào thì cũng đối xử đâu, không phải mình thích tùy tiện quan hệ với cô ấy thì được đâu. Thì ví dụ là một thời gian sau, sau khi là biết là em vẫn cứ rất là nghiêm túc, và có thể hôm đó chỉ vì men say, thì có thể là vì thích em, vì yêu em, có thể người ta sẽ thân thiết với em hơn, quan tâm đến em hơn và tỏ tình với em. Thì chỉ khi bắt đầu là tỏ tình với em xong thì lúc đấy em là người yêu, em mới chấp nhận có cái chuyện đó tiếp mà thôi. Chứ em không bao giờ chấp nhận là à mình chẳng là gì của nhau mà chúng ta cứ quan hệ với nhau như thế này. Ví dụ là như vậy. Thì bằng cách đấy em để cho người đàn ông, người ta có quyền chủ động, người ta tự động người ta đến với em. Còn nếu như sau tất cả những cái chuyện đấy đã xảy ra với nhau mà người ta cũng chẳng chủ động để tiếp cận em, cũng chẳng chủ động để yêu em, để tỏ tình với em, thì em phải xem xét lại người đàn ông là người ta đến với mình chỉ vì tình dục, không phải đến với mình vì tình yêu. Thì mình nên kết thúc, thì mình không nên dành tình cảm cho một người như thế. Bởi vì nếu người ta trân trọng mình thì người ta đã trân trọng mình rồi. Còn nếu người ta không trân trọng mình như thế thì mình không có trách nhiệm phải hạ thấp mình để dành tình cảm cho một người không thực sự biết trân trọng mình là như thế nào, đúng không em? Thì đấy, mình phải là một cô gái luôn luôn có cái giá trị của mình như thế. Chị biết là bây giờ em có tình cảm sẵn với người ta rồi, lại còn xảy ra chuyện đó rồi, cho nên cái sai lầm của em nó cũng là một cái điều mà có thể hiểu được. Thế nhưng mà mình cũng phải rút kinh nghiệm nha em nhá. Không bao giờ nên đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông. Cái chuyện đó là cái chuyện em cũng thích, em cũng muốn, nhưng không thể nào mà đổ tội cho người đàn ông như thế được em ạ. À, mà cái thứ hai nữa là phải để cho người đàn ông chủ động trong cái chuyện đó. Việc giữa bọn em có cái chuyện đó, anh ấy cũng hiểu, em cũng hiểu rồi, đúng không? Hãy để anh ấy phải chủ động nói chuyện với em. Hãy để anh ấy chủ động phải nói với em rằng là anh thực sự muốn chính thức bước vào trong cuộc sống của em, chứ không phải là lôi anh ấy ra như một tội phạm và bắt đầu và sau đó áp cung anh ấy là rút cuộc là như thế nào đây, anh định thế nào. Thì chị nói thật là dù người ta lúc đấy đang có tình cảm với em, người ta cũng từ chối em, chứ người ta không bao giờ, người đàn ông mà, người ta có lòng tự trọng của người ta, người ta có, chứ người ta sẽ không bao giờ là à em ép cung anh thì chúng ta yêu nhau, không. Và đấy chính là cái cách mà em không cho người đàn ông cơ hội để có thể thực sự nghiêm túc với em. Nói chung sai thì cũng đã sai rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ phải làm như thế nào? Chị nghĩ rằng bây giờ thì như em nói đấy, em cũng muốn có thời gian để dành cho mình. Thì thực sự là bây giờ cái nhóm bạn đấy mà bây giờ em có gặp, nó cũng rất là không có được tự nhiên và thoải mái. Cho nên là như em nói thì em muốn dành thời gian cho chính mình làm đẹp. Đừng nghĩ rằng làm đẹp vì đàn ông, làm đẹp vì mình muốn nhá, vì muốn thay đổi cuộc sống của mình. Và nói chung cứ coi như đấy là một cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Nó có thể là mình đã sai, có thể là mình chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, cũng như là cái chuyện đó. Nói chung là những cái sai của mình trong quá khứ thì mình khép lắm, thì mình khép nó lại. Em vẫn cứ làm đẹp cho mình, vẫn cứ phấn đấu để trở thành một cô gái tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn, độc lập hơn, ra ngoài mở rộng thêm những mối quan hệ khác, để biết đâu em sẽ tìm được một người đàn ông biết trân trọng mình hơn, yêu mình hơn thì sao, đúng không? Thì nói chung mình luôn mở lòng
để có được người đàn ông mà thực sự biết trân trọng mình. Còn cái người đàn ông này thì chị bây giờ chị nghĩ rằng nếu như là anh ấy không chủ động với em thì em đừng chủ động với anh ấy nữa. Vì nếu em chủ động nói chuyện với anh ấy thì nó cũng khiến cho người ta cảm thấy rằng mình không có giá trị thôi. Còn nếu người ta không bao giờ liên hệ với em thì chị nghĩ rằng em cũng không bao giờ nên liên hệ lại nữa. Nói chung là cuộc sống này ngắn ngủi lắm, mình không có thời gian để lãng phí vào những người không biết trân trọng mình em nhá. Và luôn luôn nhớ rằng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, và người đàn ông hãy để cho họ chủ động trong cái việc tiếp cận mình cũng như là tỏ tình với mình, chứ đừng có ép cung đàn ông hay là ép người ta vào một cái con đường cùng mà bắt người ta phải nhận cái gì đấy thì người ta sẽ không nhận em nhá. Thì mình hiểu cái tâm lý thôi, coi như một bài học để mình hiểu tâm lý đàn ông hơn. Và bây giờ mình sẽ cho mình một cái cơ hội để mình có thể tìm được một người đàn ông phù hợp và biết trân trọng mình hơn em nhá. Chúc em luôn luôn may mắn trên con đường tình yêu. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.